Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi trả lời cái câu hỏi của các quý vị có để lại các cái bình luận ở trên kênh của tôi. Thì cụ thể như hôm nay là có câu hỏi của đồng chí là Thu Thu Sinh Phan này này có hỏi là em xin bảng giá bán buôn các loại cửa cuốn cộng motor được không ạ? À? Đấy, rồi là cũng video trước thì cũng có hỏi là anh cho em xin báo giá các loại cửa cuốn anh cung cấp được không ạ? À? Thì tôi có thể trả lời như sau, để xem các cái bảng báo giá cửa cuốn cũng như là các cái loại màu cửa cuốn hay là mấu lan cửa cuốn hay là giá motor cửa cuốn hay là điều khiển đấy, tức là cửa cuốn, thì các vị có thể truy cập vào đường link website tôi có để bên dưới cái phần mô tả của cái video này. Đấy, đường link website là alun.com. Thì trong đây này có báo giá cửa cuốn đây này, ví dụ như là giá cửa cuốn tấm liền kéo tay này, rồi màu có này, rồi cửa cuốn khe thoáng này, rồi cửa cuốn nhôm kéo tay này, có hết này. Ngoài ra là các cái sản phẩm như là motor cũng có hết này, rồi lưu điện này, đấy, motor lưu điện có hết, tay điều khiển có hết, rồi các cái sản phẩm trước nhôm đều có hết trong này đấy, thì các vị có thể truy cập vào đường link website để xem được đấy, rồi báo giá motor tay điều khiển có hết đấy, thì muốn biết báo giá hay là từng loại thì các vị có thể truy cập vào đường link website bên dưới nhá. Đấy, thì trong đấy thì các vị có thể là ví dụ như đây là vào cái phần motor cửa cuốn đây này, đấy, mẫu lan. Đấy, thì các vị muốn xem giá thì cứ vào web xem. Đấy, nội dung video tôi chia sẻ lại như vậy. Tuy nhiên cái thời gian này ấy, là do là tình hình dịch Covid nên là cái sản phẩm liên quan đến sản xuất của chúng tôi hiện nay đang bị tạm dừng, chỉ có các sản phẩm như là motor hay là tay điều khiển cuốn hay là lưu điện cửa cuốn thì vẫn triển khai bán bình thường, còn những cái mặt hàng như là cửa cuốn tấm liền, cửa cuốn khe thoáng nhôm thì tạm thời ngoài đang tạm dừng do việc giãn cách nên là không sản xuất được. Thì giờ này tôi kết thúc ở đây, các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.